Bạn ơi, bạn ơi, đến giờ vào lớp rồi sao bạn còn ở đây? Vòng tay của tớ bị mất, tớ đang tìm nó. À thế này đi, cậu đưa tớ đến lớp âm nhạc, rồi khi tan học tớ sẽ tìm vòng tay cho cậu. Thật chứ? Cậu không tin thì thôi vậy, tớ đi trước đây. Này, để tớ đưa cậu đi. Cậu rửa tay đi. Tay cậu nhỏ thế. Chỗ cần nhiều thịt không nhiều. Mặt cậu cũng khá to đấy. Muộn rồi, đi vào lớp thôi. Trả điện thoại đây. Cảm ơn cậu. Đáng yêu thật đấy. Alo Anna, cậu có thể mua giúp tôi hai cái bánh bao được không? Tôi đói quá. Bánh bao của cậu đây. Cậu có thể mua giúp tôi một chai nước được không? Của cậu đây. Thank you. Mà tay tớ bẩn quá. Cậu có thể lấy hộ tớ một ít ăn được không? Tớ mệt lắm rồi đấy. Cậu cần gì nữa thì tớ cũng mặc kệ cậu luôn. Tớ không đi nữa đâu. Tim cậu đang đập rất nhanh, mặt lại còn đỏ nữa. Chẳng lẽ... mất mặt quá. Bạn ơi,
sao cậu nói to thế? Cho mình hỏi chút, thư viện nằm ở đâu đấy? Ở bên kia. Mà cậu tên là gì đấy? Tôi là An. Thấy bóng mày tới, không biết tránh à? Cảm ơn cậu nhá. Quả bóng bay tới cũng không biết tránh là sao? Tại lúc đó mình không để ý. Có phải tới như thế này cậu cũng không muốn tránh hả? Anh Dương. Em đến đây làm gì? Có phải anh thích An không? Việc của anh không cần em quan tâm. Em đói rồi. Em muốn ăn gì nào? Em muốn ăn gà rán. Tí thì anh đưa em đi nhá. Đi đâu anh? Gà thì chắc là ở quán trên chỗ dốc Trần Phú là ngon. Này, tránh xa bạn trai tôi ra. Bạn trai cô là ai? Anh Dương. Vậy cô đi mà nói với cậu ấy. Nói với tôi làm gì? Này, cậu đang làm cái gì đấy? Cô ấy bị sao vậy? An bị trẹo chân rồi. Để tớ đưa cậu đi khám. Đố anh biết em là ai. Em đừng có làm loạn nữa. Đi cho tớ. Thank you.
Dạo này cậu trốn tránh mình làm gì? Mình đã dặn cậu là tránh xa cậu ta ra, sao cậu vẫn lại gần? Mình gần gũi với cậu ấy như thế, ảnh hưởng gì đến cậu? Từ hôm nay, cậu là người con cái của tớ. Cậu tránh xa tôi ra đi. Bạn gái của cậu đã đến tìm tôi rồi đấy. Bạn gái mình? Bạn gái mình là ai chứ? Là cái người mà cậu đi cùng lúc nãy á. Đấy là em gái của mình. Em gái cậu á? Nhưng cô ấy nói cô ấy là bạn gái cậu mà. Với ai, em gái mình đều nói như vậy hết. Tại sao gặp ai em cũng nói em là bạn gái của anh vậy? Bởi vì em sợ anh có bạn gái rồi, anh sẽ không quan tâm em gái anh nữa. Lắm chuyện, em đừng có nghĩ linh tinh, em vẫn là em gái anh cơ mà. Có phải cậu ghen đúng không? Không. Sau này cậu nhớ tránh xa cậu ta ra, không tớ khó chịu lắm đấy. Đi theo tớ. Từ bây giờ trở đi, An là bạn gái của tôi.